tất cả các bạn, mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspido. Du học và sau đó định cư tại Canada là mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ. Và thực tế thì xứ sở lá phong có nền giáo dục tiên tiến và nhiều cơ hội để các bạn sinh viên quốc tế có thể đạt được mục tiêu của mình. Vậy tại sao lại nói du học là bí quyết để hướng đến định cư Canada tốt nhất? Hãy cùng Annie tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay nhé. Thứ nhất đó chính là Canada là đất nước chào đón người nhập cư nhất thế giới. Canada ngày càng là đích đến định cư hấp dẫn của những người nhập cư. Có rất nhiều lý do đằng sau việc này, như Canada là quốc gia xinh đẹp, yên bình, có chất lượng cuộc sống tốt, chất lượng giáo dục tốt, cơ hội việc làm rộng mở, vân vân. Bên cạnh đó thì đây còn là quốc gia chào đón người nhập cư nhất thế giới theo số liệu của Gallup, một trong những tổ chức thăm dò dư luận lớn nhất thế giới. Việc sinh sống và làm việc tại Canada, tức là bạn có cơ hội được hưởng những điều kiện về y tế, giáo dục, phúc lợi tốt nhất trong môi trường hòa bình, cạnh tranh nghề nghiệp công bằng và một cộng đồng dân cư đa văn hóa, đa sắc tộc và thân thiện. Theo Cục Giáo dục Quốc tế Canada, CBIE, thì 60% sinh viên quốc tế, khoảng 380.000 người trong tổng 642.000 sinh viên quốc tế, có nguyện vọng xin thường trú nhân ở Canada sau khi hoàn thành chương trình học của mình. Đây là một con số không hề nhỏ và cơ hội được chia đều cho tất cả những sinh viên quốc tế, bao gồm cả các bạn sinh viên Việt Nam. Tiếp theo đó chính là tín hiệu tích cực dành cho sinh viên quốc tế có mục tiêu định cư tại Canada. Mới đây nhất thì Bộ Di trú và Quốc tịch Canada IRCC đã thông báo kế hoạch chào đón hơn 1.200.000 lượt thường trú nhân mới giai đoạn 2021-2023. Các trường đại học tại Canada gọi đây là tín hiệu tích cực đối với sinh viên quốc tế mong muốn du học và định cư tại xứ sở lá phong. Kế hoạch cho thấy Canada vẫn xem nhập cư là quyết sách hàng đầu. Quốc gia này vẫn có nhu cầu về nguồn lao động rất cao từ nước ngoài để bổ sung cho nguồn nhân lực bị thiếu hụt, xuất phát từ tình trạng già hóa dân số, biến động của thị trường việc làm và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của chính phủ Canada. Để thu hút và giữ chân người lao động quốc tế trong đa dạng ngành nghề thì chính phủ và các tỉnh bang tại Canada đã duy trì và mở rộng các chính sách việc làm cũng như là định cư. Canada hiện là quốc gia hàng đầu cung cấp các lợi ích cạnh tranh cho sinh viên quốc tế khi cho phép đi làm thêm trong khi học, xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, đến 3 năm để tích lũy kinh nghiệm tại Canada và sau đó xin thường trú nhân. Ước tính có hơn 80 dòng nhập cư khác nhau để sinh viên quốc tế lựa chọn cho mục tiêu xin thường trú nhân của mình tại Canada. Vậy du học tại sao lại là bí quyết định cư tại Canada? Thì trong báo cáo thường niên về vấn đề nhập cư của IRCC năm 2020 cũng đề cập sinh viên quốc tế sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp chính phủ đạt được mục tiêu nhập cư từ nay cho đến năm 2023. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường đại học cao đẳng tại Canada có thể được hưởng lợi từ các chính sách nhập cư rõ ràng của chính phủ nếu muốn ở lại Canada sau khi học xong. Có thể thấy cơ hội định cư đang rất rộng mở dành cho các bạn sinh viên quốc tế mong muốn định cư tại Canada. Tuy nhiên, để mong ước thành sự thật thì tốt nhất các bạn nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ, bởi vì cần một lộ trình cụ thể với thời gian chi tiết, xin được các giấy tờ cần thiết. Hiện Canada có rất nhiều lựa chọn về chương trình học cũng như là trường học. Với chất lượng cuộc sống tốt, thời tiết, cơ hội việc làm và chính sách định cư khác nhau giữa các tỉnh, bang và vùng, nên có thể bạn sẽ không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chọn cái nào. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để đưa ra định hướng sáng suốt cho mình nhé. Trên đây là những thông tin về việc
tại sao du học là bí quyết định cư Canada. Annie hy vọng rằng sau video clip này, các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspido tại địa chỉ Tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943 556 128 hoặc qua email info@inspidoedu.com. Xin chào và hẹn gặp lại.